Trời ơi. Ơi. Con tôi điện có 30 ký không anh? Có chứ. Công suất 30 ký đúng không? Đúng rồi anh. Trời ơi có chứ. Đây. Để anh. Chờ xíu nha, xe này xuống hơi chậm. Xe này tốc độ di chuyển rất chậm, giống như motor giảm tốc vậy đó, chậm 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 chậm. Đây là con motor điện công suất 30 kW đây. Thương hiệu BGM. Một cái màu xanh lá nhận diện hết sức là quen thuộc. Và đây là kiểu dáng chân đế. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái công suất 30 kW động cơ điện dòng 4 cực đến từ thương hiệu BGM các bạn ha. Đầu tiên khi nói về những cái thông tin kỹ thuật cơ bản thì các bạn thấy là con này nó sử dụng điện áp là 3 pha 308 trên 660. Nếu chạy ở 3 pha 308, chỉ số ampe sẽ là 58.1. Còn nếu như chạy ở 606 nó sẽ là 33.45. Ngoài ra đây là dòng motor điện có tiêu chuẩn tiết kiệm điện năng IE2 và dòng này có IP55 các bạn nhé. Đó, đây là thương hiệu BGM. Thì các bạn có thể thấy là với cái dòng motor điện thương hiệu BGM của chúng ta, đặc điểm đầu tiên để nhận diện được đó chính là một cái lớp sơn phủ màu xanh ở bên ngoài như thế này. Các bạn thấy được với cái tiêu chuẩn IE2 của chúng ta là một cái tiêu chuẩn tiết kiệm điện năng và nó mang lại một cái hiệu suất hoạt động khá là cao. Để đạt được một cái hiệu suất hoạt động tốt như vậy thì các bạn cũng biết là với cái stator, tức là cái cuộn dây, BGM họ sử dụng một loại đồng đạt tiêu chuẩn chất lượng rất cao các bạn ha. Và cái loại đồng này là đồng không oxy các bạn, thì nó sẽ giảm cái tổn thất năng lượng khi mà motor của chúng ta hoạt động. Cái thứ hai là về cái rotor, thì rotor của chúng ta được làm từ thép silicon các bạn. Và điều này thì nó sẽ cũng đảm bảo được cái việc đạt hiệu suất cho cái motor điện của chúng ta. Và ngoài ra những chi tiết khác, một cái chi tiết nhỏ nhưng khá là quan trọng, đó chính là cái vòng bi. Thì vòng bi trên motor điện của chúng ta nó sẽ giảm rung lắc và nó sẽ giúp cho motor của chúng ta hoạt động xuyên suốt và nó đảm bảo được cái hiệu suất. Thì với cái vòng bi được sử dụng trên motor điện BGM, thì ở đây BGM họ sử dụng vòng bi là NSK các bạn ha. Và trên tem của sản phẩm các bạn sẽ thấy được là mã của vòng bi được thể hiện ở trên tem của sản phẩm. Và đây, sản phẩm này công suất là 30 kW. Thì tổng trọng lượng cân nặng của sản phẩm này là 220 kg các bạn ha. Thì đó là những cái thông tin chia sẻ với các bạn về sản phẩm motor điện BGM có công suất là 30 kg. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video hôm nay. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm motor điện BGM, hãy liên hệ ngay Đại Kinh Bắc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.